Chào đón các em đến với buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phân môn lịch sử 6 thuộc môn lịch sử địa lý 6. Trước khi tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay thì thầy dạy các em một số điều. Thứ nhất, sau tiết học ngày hôm nay các em sẽ làm một bài kiểm tra 15 phút dựa trên link bài tập nghiệp dân. Các em nhớ theo dõi bài. Thứ hai là khi các em làm bài, các em nhớ suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn câu trả lời. Và thứ ba, thời gian chỉ là 15 phút, nên các em cố gắng tranh thủ gửi trong khoảng thời gian đó, tránh gửi về thời gian sau thì thầy cô sẽ không nhận được bài của các em. Tiết trước, chúng ta vừa học xong bài 5, sự chuyển biến của xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Vậy, sau khi nhà nước, xã hội có giai cấp thì nhà nước ra đời. Vậy những nhà nước đầu tiên ra đời ở đâu và như thế nào? Thì chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về chương 3 xã hội cổ đại. Bài 6 Ai Cập cổ đại. Trong bài 6 này chúng ta tìm hiểu 3 mục. Thứ nhất là điều kiện tự nhiên. Thứ hai là quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại. Và thứ ba là những cái thành tựu văn hóa tiêu biểu. Sau khi học xong bài này, các em nêu được cho thầy những cái tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập cổ đại. Thứ hai là trình bày được cho thầy quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập cổ đại. Thứ ba là nêu được những cái thành tựu chủ yếu về văn hóa của Ai Cập cổ đại. Trên màn hình các em thấy đây là sách giáo khoa bài 6 Ai Cập cổ đại. Mục 1 lớn là điều kiện tự nhiên. Chúng ta đi tìm hiểu nội dung kiến thức mới. Ai Cập cổ đại nằm ở phía đông bắc của châu Phi, là vùng đất dài nằm dọc hai bên bờ sông Ninh. Phía bắc là vùng Hạ Ai Cập, nơi sông Ninh đổ ra Địa Trung Hải. Phía nam là vùng Thượng Ai Cập với nhiều đồi cát và núi. Phía đông và phía tây giáp với sa mạc. Sông Ninh mang đến nguồn nước thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp của Ai Cập cổ đại. Sông Ninh còn là tuyến đường giao thông chủ yếu giữa các vùng. Dựa vào hướng chảy xuôi dòng người từ nam đến bắc của sông, người Ai Cập di chuyển và vận chuyển nguyên liệu hàng hóa từ Thượng Ai Cập xuống Hạ Ai Cập. Khi di chuyển ngược dòng, họ tận dụng sức gió thổi từ biển vào để thuyền buồm từ Hạ Ai Cập về Thượng Ai Cập. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về nội dung của bài. Các em dựa vào sách giáo khoa và lược đồ trên màn hình, các em hãy xác định vị trí địa lý của Ai Cập cổ đại. Thứ nhất là nó nằm ở phía đông bắc của châu Phi và nó có lưu vực sông Ninh rất là rộng lớn. Trên màn hình các em có thấy hình màu xanh trải dài. Đây chính là con sông Ninh. Và đặc điểm của con sông Ninh, nó đã chảy từ Nam đến Bắc, từ Thượng Ai Cập đến Hạ Ai Cập và nó đổ ra biển Địa Trung Hải. Như vậy, phía Bắc là Địa Trung Hải, phía Nam là các cái núi và đồi cát, phía Tây giáp với các cái sa mạc, đặc biệt là sa mạc Sahara, phía Đông giáp với Biển Đông và các cái sa mạc nhỏ. Như vậy, đó là vị trí địa lý của Ai Cập. Bên cạnh đó, chúng ta nhìn khi nhìn vào lược đồ này, chúng ta có thể thấy được đó là các cái hai kinh đô cổ của Ai Cập. Thứ nhất là Giờ Bờ, thứ hai là Memphis. Đây là hai kinh đô cổ của Ai Cập. Khi nhắc đến Ai Cập, chúng ta không thể nào không nhắc đến các cái kim tự tháp. Thì các em nhìn lên hình, đây là vị trí của kim tự tháp Keops. Thứ hai đó là hình về vị trí của tượng nhân hình sự. Và đặc biệt thì các em quan sát trên màn hình, hình màu xanh nhạt, đây là vùng ngập lụt và vùng đất canh tác.
Tức là khi mà đến tháng 7 thì sông Ninh nước dâng và tạo ngập lụt ở hai bên bờ sông. Hình màu xanh đậm hơn là các cái cánh đồng. Tức là người Ai Cập sau khi mà có được phù sa bồi đắp thì họ gieo trồng trên những cái cánh đồng, và điều đó thể hiện qua các cái hình màu xanh. Vậy các em vừa tìm hiểu về vị trí địa lý của Ai Cập và con sông Ninh. Các em cho thầy biết được sông Ninh đem lại những cái thuận lợi gì cho người Ai Cập cổ đại. Trước khi trả lời câu hỏi, chúng ta cùng quan sát lên màn hình. Hình 6.2, đây là hình vẽ về việc gieo trồng lúa mì của người Ai Cập cổ đại phụ thuộc vào lũ trên sông Ninh. Hàng năm thì vào tháng 7, mực nước sông Ninh dâng cao, nước lũ tràn lên hai bên bên bờ. Tháng 10 thì nước sông bắt đầu rút, để lại những cái lớp đất phù sa màu đen. Người Ai Cập nhanh chóng gieo trồng lúa mì. Và đến tháng 3 năm sau thì người dân bắt đầu thu hoạch, tích trữ lúa mì đảm bảo cho nguồn lương thực. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng vai trò đầu tiên, những cái thuận lợi đầu tiên mà sông Ninh đem lại cho Ai Cập đó là nguồn nước dồi dào bù đắp cái phù sa. Điều này giúp cho thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Thứ hai là gì các em? Các em quan sát hình 6.3. Hình 6.3 là hình vẽ về thuyền đi săn xuôi theo dòng sông Ninh. Hình này nói về cái gì các em? Về việc giao thông đường thủy. Sông Ninh đem lại thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán và trao đổi hàng hóa giữa các vùng với nhau, từ Thượng Ai Cập đến Hạ Ai Cập và ngược lại. Thứ ba, con sông Ninh mang lại cho Ai Cập đó là nguồn nước cho sinh hoạt. Vậy, các em quan sát lược đồ 6.1 và hình 6.3 cho thầy biết được ở trên màn hình đây là hai chữ tượng hình dùng để diễn tả hoạt động của thuyền đi từ Thượng Ai Cập xuống Hạ Ai Cập và ngược lại. Em hãy cho thầy biết hình nào diễn tả thuyền đi từ Thượng Ai Cập xuống Hạ Ai Cập, lý giải sự lựa chọn của em. Các em nên nhớ rằng con sông Ninh chảy từ Nam đến Bắc và nó đổ ra biển Địa Trung Hải, và nó chảy qua Thượng Ai Cập trước, nó mới đến Hạ Ai Cập. Cái hình thứ nhất, đây là chữ tượng hình 1 diễn tả hoạt động đi thuyền từ Thượng Ai Cập đến Hạ Ai Cập. Vì dòng chảy của sông Ninh đi từ Nam đến Bắc, đi từ Thượng Ai Cập xuống Hạ Ai Cập và đổ ra biển Đông Hải. Như vậy thì thuyền đi xuôi dòng, dùng sức nước chứ không dùng buồm. Hình thứ hai trên màn hình, đây là chữ tượng hình 2 diễn tả hoạt động của người đi thuyền từ Hạ Ai Cập đến Thượng Ai Cập. Vì hướng gió trên sông Ninh là bắt nguồn từ Bắc đến Nam và nó thổi từ Địa Trung Hải vào. Như vậy thì thuyền sẽ căng buồm lợi dụng sức gió di chuyển từ Hạ Ai Cập đến Thượng Ai Cập. Và nếu thuyền không giăng buồm thì đi ngược dòng thì sẽ là khó khăn. Chính vì nắm vững được các cái đặc tính và của hướng dòng chảy cũng như là hướng gió của sông Ninh nên việc đi lại trên sông của người dân Ai Cập rất là dễ dàng. Điều này dẫn đến sự thuận lợi cho việc giao lưu trao đổi giữa các cái vùng, thúc đẩy văn minh phát triển. Vậy, bạn nào có thể cho thầy biết được những cái tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nên văn minh Ai Cập cổ đại? Tác động đầu tiên đó là kinh tế nông nghiệp sớm phát triển, nền văn minh sớm hình thành. Nhờ có con sông Ninh này mà nông nghiệp phát triển rất là sớm. Và khi nông nghiệp phát triển thì tạo ra tư hữu. Và chính cái sự tư hữu này dẫn đến xã hội có giai cấp. Và lúc này thì nhà nước ra đời và nền văn minh thì sớm hình thành. Thứ hai, cũng chính sự
nông nghiệp và điều kiện như vậy thì tạo ra sự liên kết trong công xã, tạo điều kiện cho nhà nước sớm ra đời, tức là có sự liên kết công xã, liên kết giữa người với người, mà đặc biệt ở đây là công việc trị thủy. Họ liên kết với nhau để cùng chống lại lũ lụt, giúp nhau trong việc thu hoạch lúa mì. Thứ ba là có nhiều phát minh quan trọng trong việc phục vụ sản xuất. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong mục 1 là điều kiện tự nhiên. Chúng ta rút ra một số nội dung quan trọng sau. Thứ nhất, Ai Cập nằm ở phía đông bắc của châu Phi, có lưu vực sông Nile rộng lớn. Thứ hai là kinh tế nông nghiệp sớm phát triển, dẫn đến nền văn minh sớm hình thành. Thứ ba là liên kết công xã, tạo điều kiện cho nhà nước sớm ra đời. Và thứ tư là có nhiều phát minh quan trọng phục vụ cho sản xuất. Chúng ta cùng đi tìm hiểu mục 2 là quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại, để xem thử nhà nước đầu tiên trên thế giới thành lập như thế nào. Các em cùng quan sát lên màn hình. Cư dân Ai Cập cổ đại cư trú ở vùng lưu vực sông Ninh, họ sống theo từng công xã, gọi là nôm. Từ thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên thì các nôm miền Bắc hợp thành Hạ Ai Cập, các nôm miền Nam hợp thành Thượng Ai Cập. Vào khoảng năm 3.000 năm trước công nguyên, vua Namer hay còn gọi là vua Menes theo truyền thuyết Hy Lạp, theo truyền thuyết thần thoại, thì đã thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập và nhà nước Ai Cập ra đời. Thì Namer và những người kế vị đã cai trị Ai Cập theo hình thức gia truyền con nối. Ai Cập cổ đại là các pharaoh, người đứng đầu, người có quyền lực tối cao, sở hữu toàn bộ đất đai của cải và có quân đội riêng. Vào đến năm 30 trước công nguyên thì người La Mã xâm chiếm Ai Cập, nhà nước Ai Cập đến đây là sụp đổ. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu nội dung kiến thức mới. Các em cùng quan sát lên màn hình. Qua nội dung kiến thức thầy vừa cung cấp thì chúng ta có nên biểu đồ lịch sử nhà nước Ai Cập. Vào khoảng những năm 3000 trước công nguyên thì Menes là người đầu tiên thống nhất Ai Cập. Đến năm 2680, đây là bắt đầu vào thời kỳ cổ vương quốc bắt đầu. Và khoảng những năm 2560 trước công nguyên thì Kim Tự Tháp được xây dựng. Năm 2050 trước công nguyên, đây là cái thời kỳ Trung Vương quốc bắt đầu. Và đến năm 1500 trước công nguyên thì đây là thời kỳ Tân Vương quốc bắt đầu. Và Ai Cập trở thành một đế chế là từ đây. Từ năm 1080, đây là thời kỳ sau đế chế. Và đến năm 332 trước công nguyên thì dần dần bị Hy Lạp chiếm đóng. Đến năm 30 sau công nguyên thì Ai Cập trở thành một tỉnh của Hy Lạp. Thì qua sơ đồ và nội dung kiến thức thầy trình bày thì chúng ta có thể rút ra được nhà nước Ai Cập được hình thành vào khoảng năm 3000 trước công nguyên. Vua Namer thống nhất Ai Cập và nhà nước ra đời. Các em cùng nhớ lại một chút kiến thức về bài trước thầy đã học. Khi mà công xã ra đời thì công xã này là người Ai Cập gọi là nôm, và các cái tỉnh ở phía bắc thì người ta hợp thành, các cái nôm này hợp thành tạo thành là Hạ Ai Cập, và những cái người ở phía nam, những cái nôm ở phía nam hợp thành với nhau tạo thành Thượng Ai Cập. Và đến năm 3000 trước công nguyên thì vua Maner này là người thống nhất Ai Cập. Và người đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là Pharaoh, người có quyền lực tối cao. Và các em có thể biết được đất đai của Ai Cập đều là của các Pharaoh, và Pharaoh có quân đội riêng. Đây là hình 6.4, phiến đá Namer, khắc tên vua Namer và Thượng Ai Cập. Các em quan sát hình và cho thầy biết quá trình thống nhất
nhà nước Ai Cập bằng chiến tranh được thể hiện như thế nào trên phiến đá Namur này? Phiến đá Namur có hai mặt nha các em. Một mặt là vẽ hình ảnh vua Namur, đội vương miện thượng Ai Cập là vương miện màu trắng. Còn mặt còn lại đội vương miện hạ Ai Cập màu đỏ. Đây là phiến đá biểu trưng cho sự thống nhất giữa thượng Ai Cập và hạ Ai Cập trong quá trình hình thành nhà nước Ai Cập cổ đại. Vậy quá trình thống nhất nhà nước Ai Cập bằng chiến tranh được thể hiện như thế nào qua hai hình ảnh này? Quá trình thống nhất nhà nước Ai Cập bằng chiến tranh được thể hiện qua hình ảnh con chim ưng. Đây là biểu tượng là chim ưng, là thần bảo hộ của các pharaoh, và dưới chim ưng đây là danh sách các nước bị vua Namur đánh bại. Bên dưới là hình ảnh các cái tù binh, và hình bên này là hình ảnh về đội quân xếp hàng. Điều này cho thấy là việc thống nhất nhà nước là biện pháp dùng chiến tranh để thống nhất. Như vậy chúng ta rút ra nội dung chính của mục này là khoảng 3.000 năm trước công nguyên, vua Namur đã thống nhất Ai Cập, nhà nước Ai Cập ra đời. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là Pharaoh, người có quyền lực tối cao. Chúng ta đã từng nghe về kim tự tháp, từng nghe về tượng nhân sư, từng nghe về xác ướp Ai Cập. Vậy Ai Cập có những cái thành tựu văn hóa nào tiêu biểu thì chúng ta cùng tìm hiểu vào mục 3 những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Trong những thành tựu văn hóa tiêu biểu này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chữ viết, về toán học, về kiến trúc, điêu khắc và về y học. Thì các em cùng quan sát lên màn hình. Về chữ viết thì người Ai Cập cổ đại dùng hình vẽ để biểu đạt khái niệm, suy nghĩ về sau cải tiến theo một cách đơn giản hóa. Họ chỉ lấy phần điển hình của sự vật để tạo nên chữ, và họ khắc những cái chữ trên các cái phiến đá. Sau này có một cái giấy làm từ cây papyrus và người ta gọi đó là chữ tượng hình. Thì người Ai Cập cổ đại là sáng tạo ra chữ viết, đó là chữ tượng hình. Thứ hai là về toán học. Thì các em học mục 1 về vị trí địa lý thì các em có thể thấy rồi. Thì hàng năm từ tháng 7 đến tháng 10 thì nước sông Ninh dâng cao. Điều này làm cho các cái ranh giới giữa các cái thửa ruộng bị xóa nhòa. Và khi mà nước rút thì người Ai Cập cổ đại đã phải tiến hành đo đạc lại. Vì vậy họ rất là giỏi trong việc hình học. Người Ai Cập còn sáng tạo ra hệ đếm thập phân, và đặc biệt họ còn tìm ra được số pi bằng 3,16. Và những cái điều này càng củng cố kiến thức hơn, là cơ sở cho họ xây dựng nên các cái kim tự tháp rất là kỳ vĩ. Về kiến trúc và điêu khắc thì công trình nổi tiếng nhất của Ai Cập đó chính là kim tự tháp, tập trung nhiều ở Memphis, nơi có kim tự tháp Keops, có thung lũng các vị vua và khu đền thờ của vua Ramses II thuộc phía nam Ai Cập ngày nay. Kim tự tháp Keops đây được coi là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, có chiều cao 147 m, được tạo nên từ 2 triệu phiến đá. Phần lớn các phiến đá nặng từ 2,5 đến 4 triệu tấn. Điều đặc biệt là những cái phiến đá này xây dựng phần móng nặng hàng chục tấn. Và đến thời điểm hiện tại thì các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về vì sao người Ai Cập cổ đại có thể nêu được những cái tảng đá này lên cao như vậy. Ngoài kim tự tháp ra, về điêu khắc thì còn có nhiều tác phẩm khác được coi là báu vật của nhân loại, như là tượng bán thân nữ hoàng Nefertiti, phiến đá Namur mà chúng ta vừa tìm hiểu, và mặt nạ bằng vàng của vua Tutankhamun. Trong hình sáng chúng ta là mặt nạ của Tutankhamun. Về y học thì người Ai Cập nổi tiếng với
xác ướp. Họ không tin vào thần linh mà tin vào sự bất tử của con người. Họ ướp xác để đợi linh hồn tái sinh và xây dựng kim tự tháp để giữ các cái xác ướp đó. Nhờ xác ướp nên họ rất là giỏi về phẫu thuật, biết rõ các cái bộ phận của cơ thể con người. Và họ khi mà trong cái quá trình ướp xác thì họ phát hiện ra các cái tinh dầu thực vật trong quá trình xác ướp. Và điều này đem đến cho họ gì? Họ phát hiện ra các cái loại thuốc bằng thảo mộc và các cái tinh dầu. Thì các em nhìn hình 6.9, các em có thể thấy rằng đây là xác ướp Ai Cập được tìm thấy ở Djerba. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng Ai Cập cổ đại đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật và có giá trị đóng góp đối với nền văn minh nhân loại như là chữ viết, toán học, thiên văn học và y học, kiến trúc v.v. Ai Cập không chỉ nổi tiếng với kim tự tháp mà còn đó là sự ra đời của chữ tượng hình về xác ướp. Và các em dựa vào những cái nội dung kiến thức thầy vừa cung cấp và sách giáo khoa, các em lập cho thầy một cái bảng thống kê như sau. Mục thứ nhất, chúng ta sẽ lập bảng thống kê về lĩnh vực. Thứ hai là thành tựu về văn hóa. Thứ ba là minh họa nếu có. Về lĩnh vực đầu tiên là chữ viết, thì người Ai Cập sáng tạo ra chữ tượng hình. Về toán học thì người Ai Cập rất là giỏi trong hình học, tìm ra số pi, tìm ra hệ đếm, thập phần. Thứ ba là về kiến trúc điêu khắc thì có công trình rất là nổi tiếng đó là kim tự tháp. Đặc biệt kim tự tháp Keops là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Về thiên văn học thì họ tạo ra lịch, tìm ra lịch và tạo ra đồng hồ mặt trời. Về y học thì họ rất là nổi tiếng với thuật ướp xác. Như vậy các em ghi nội dung bảng vào phần vở. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong 3 mục của bài 6, đó là điều kiện tự nhiên, quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại và các cái phần văn hóa tiêu biểu của Ai Cập. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm những câu hỏi của một luyện tập. Các em chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau. Nhớ các em chọn đáp án đúng nhất. Câu 1, Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực con sông nào? A. Sông Ấn, B. Sông Hằng, C. Sông Ninh và D. là sông Nhị. Đáp án của chúng ta là C, được hình thành trên lưu vực sông Ninh. Và sông Ninh có một cái vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhà nước Ai Cập cũng như là ảnh hưởng đến văn hóa Ai Cập. Câu thứ hai, người đứng đầu nhà nước ở Ai Cập là ai? A. Pharaoh, B. Thiên tử, C. Nc và D là địa chủ. Câu trả lời là Pharaoh. Pharaoh là người đứng đầu Ai Cập, có quyền lực tối cao, có quân đội riêng và Pharaoh này là cha truyền con nối. Câu 3, tại sao nhà nước Ai Cập cổ đại sớm hình thành và phát triển trên lưu vực sông Ninh? A. Đây là địa bàn cư trú của người nguyên thủy. B. Cư dân ở đây sớm phát minh ra công cụ bằng kim loại. C. Do điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động buôn bán. D. Do điều kiện thuận lợi con người sinh sống và sản xuất. Thì ở đây các em chọn đáp án đúng nhất các em. Đáp án đúng nhất của đó là D, do điều kiện thuận lợi con người sinh sống và sản xuất. Câu 4, việc nhà nước Ai Cập cổ đại hình thành ở lưu vực các con sông gây ra khó khăn gì cho cư dân ở đây? A. Sự chia cắt về mặt lãnh thổ. B. Tình trạng hạn hán kéo dài. C. Sự tranh chấp lãnh thổ xảy ra. D. Tình trạng lũ lụt xảy ra vào mùa mưa. Đáp án của chúng ta là D. Mặc dù sông Ninh mang lại cho
Ai Cập, đó là sự phù sa, đó là trụ phú. Nhưng bên cạnh đó thì tình trạng lũ lụt diễn ra phức tạp vào mùa mưa. Điều này thì làm cho người Ai Cập cổ đại từ sớm tìm ra người người lãnh đạo để cho họ cùng nhau chống chọi lại với lũ lụt thiên tai. Câu 5, thần tự nào sau đây của người Ai Cập còn sử dụng đến ngày nay? A. Chữ tượng hình, B. Hệ đếm thập phân, C. Hệ đếm 60 và D là Phật sắp ướp. Đáp án của chúng ta là hệ đếm thập phân. Hệ đếm thập phân là hệ đếm đến 10 nha các em. Như vậy chúng ta vừa học xong bài 6 Ai Cập cổ đại. Các em ghi nội dung học tập vào tập làm cho thầy bài tập của cô. Và khi học xong thì bài tập của cô các em có thời gian 15 phút để làm bài. Và bài này sẽ lấy bài kiểm tra 15 phút. Các em suy nghĩ thật kỹ trước khi làm và nộp bài. Các em học lại kiến thức đọc bài trước, đó là bài 7 lượng hạt của đạt. Cảm ơn các em đã theo dõi tiết học ngày hôm nay. Chúc các em sức khỏe, làm bài thật là tốt.